Xin được kính chào và cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em, một kênh chuyên chia sẻ về những cây dược liệu quen thuộc. Và đây, trong video này cô bác đã nhận ra là em muốn chia sẻ công dụng của cái gì chưa ạ? Đây chính là những quả tai chua cô bác nhé, những quả tai chua tươi và những quả tai chua đã được thái ra để phơi khô. Nhìn những cái quả tai chua này ấy, ban đầu thoạt đầu ví dụ như là các bạn nhỏ này, các cái bạn trẻ con ấy thì sẽ nhầm lẫn với lại quả ổi đúng không ạ? Nhìn nó khá là giống quả ổi. Này, nhìn khá là giống. Thế tuy nhiên là nếu như mà ở người lớn chúng ta thì sẽ phân biệt được đâu là quả ổi và đâu là quả tai chua. Quả tai chua này nhiều cô bác ở những cái vùng miền thì thường sử dụng với mục đích là làm cái gia vị hơn là làm thuốc, bởi vì là nhiều người chưa hiểu hết được cái công dụng làm cái dược liệu của cái quả tai chua này. Đây là những cái lát tha tai chua đã được thái thủ công, phơi thủ công cô bác nhé. Còn đây là những quả tai chua mà công ty em thu mua từ người dân. Và tất nhiên là cái công ty thảo dược số 1 này cung cấp những các cái loại thảo dược đều làm thủ công và không hề có chất bảo quản. Vì vậy cô bác hãy yên tâm. Và để thực hiện cái video này ấy, thì em đã lấy những các cái lát tai chua đã được phơi khô để giới thiệu tới cô bác, anh chị và các bạn. Đây cô bác, quả này chín này, quả tai chua chín, và thường là những cái quả dùng được làm dược liệu là những cái quả chín vàng như thế này. Đây là những cái quả già rồi và để sau một vài ngày nữa là nó cũng sẽ chín. Như cô bác thấy đấy ạ, đối với người dân miền Bắc này, bên cạnh quả sấu, quả me hay là quả chanh thì tai chua cũng là một cái loại dược gia vị quen thuộc được sử dụng để tạo ra cái vị chua cho món ăn. Tuy nhiên là tai chua không chỉ có công dụng làm gia vị mà nó còn được sử dụng để làm thuốc. Vậy thì cái cây tai chua chữa bệnh gì đúng không ạ? Cây tai chua chữa bệnh gì? Quả tai chua chữa được bệnh gì? Cái cây tai chua này ấy thì cô bác ở một số vùng sẽ không được biết đến này, và hoặc là sẽ chỉ biết đến cái quả tươi khi mà người dân mang đi chợ bán thôi đúng không ạ? Đây quả của nó thì to, tròn như là quả ổi. Thế tuy nhiên là như lúc đầu em giới thiệu, như trẻ con thì thường sẽ nhầm lẫn với quả ổi, thế còn người lớn chúng ta thì sẽ phân biệt được rằng là cái quả tai chua này thường là nó sẽ dẹt, ngoài vỏ có nhiều múi nổi rõ ràng, nó chia ra thành các múi như thế này. Bên trong quả nó sẽ có nhiều múi này, vỏ quả thì dày. Bên ngoài khi mà quả già chín thì nó sẽ có màu vàng, còn bên trong là màu đỏ. Bên trong khi mà thái ra phơi khô thì nó vẫn giữ được cái màu như thế này. Quả của nó thì có 6 đến 8 hạt. Cây tai chua ấy thì thường ra hoa vào tháng 3 và ra quả vào tháng 7, tháng 8. Đây chính là cái thời điểm mà quả tai chua tươi nhất và già nhất chúng ta hái về dùng làm dược liệu. Bộ phận dùng làm thuốc của cái cây tai chua là phần vỏ của quả, thân, lá và nhựa. Thân và rễ và lá của cái cây tai chua có thể thu hoạch quanh năm, có thể dùng tươi hoặc là phơi khô. Thế còn quả của nó thì thu hoạch khi mà quả chín vàng đều. Chúng ta sẽ bỏ hạt, thái thành từng lát mỏng, phơi khô hoặc là sấy khô cho đến khi vỏ của quả có màu đen hoặc là nâu nhạt thì là được. Cái vỏ của cái quả tai chua này nó chứa một số loại axit như là axit citric, axit malic và axit tartaric. Đây chính là bởi vì nó chứa một số loại axit như thế cho nên là cái đặc điểm chính của nó chính là cái vị chua. Vị chua đúng không ạ? Đây những cái lát tai chua mà đã được thái và phơi thủ công, rất là không hề có những cái nấm mốc, không hề có cái nấm mốc và bụi bẩn gì cả. Đây là chúng ta sẽ bỏ hạt, chúng ta sẽ bỏ hạt, không sử dụng cái phần hạt của nó để làm dược liệu. Theo y học cổ truyền ấy, thì thân, lá, nhựa của cái cây tai chua có vị chua, chát, đắng, tính mát và có chứa độc tố nhẹ. Còn trong hạt của nó thì có chứa chất gây nôn,
Chất này không mất đi ngay cả khi mà đã được nướng hoặc là bào chế kỹ. Do đó mà khi mà sử dụng thì sử dụng cái quả tai chua làm dược liệu thì chúng ta sẽ phải bỏ cái hạt của nó đi. Vỏ của quả tai chua thì thường được sử dụng để làm gia vị hoặc là sắc thành thuốc uống chữa khát này và phát sốt với liều là khoảng từ 6 đến 10 gram. Theo các nghiên cứu cả y học hiện đại lẫn y học cổ truyền ấy, thì cây tai chua này có những cái tác dụng trong những cái bệnh sau. Nó sẽ hỗ trợ giảm căng thẳng nhờ cái tác dụng điều chỉnh nồng độ cortisol ở trong máu. Hỗ trợ chống trầm cảm này nhờ có cái việc giải phóng cái chất serotonin giúp làm cho cơ thể cảm thấy khoan khoái, hỗ trợ cân bằng cơ thể. Hỗ trợ giảm máu và hạn chế các cái chất béo xấu, làm tăng cái lượng chất béo tốt ở trong cơ thể. Tác dụng này sẽ góp phần làm giảm cái nguy cơ xơ vữa động mạch, đau tim, đột quỵ hoặc là giảm huyết áp. Còn tai chua còn có cái tác dụng là tăng cường trao đổi chất, tăng tốc độ đốt cháy calo và tăng cường hoạt động của các cơ quan. Nó cũng có tác dụng là điều chỉnh cái lượng đường ở trong máu, giúp hạn chế bị bệnh tiểu đường. Cây tai chua còn có tác dụng là tăng năng lượng, giúp cho cơ bắp săn chắc, làm hạn chế cái tình trạng kiệt sức hoặc là mệt mỏi. Và nó cũng có tác dụng là tăng cái cảm giác thèm ăn. Những các cái chất mà có lợi cho cơ thể và do đó mà sẽ điều chỉnh được một cái chế độ ăn hợp lý. Một số món như em được biết ở vùng cao các cô bác có thể sử dụng cái tai chua làm gia vị, ví dụ như là cho vào cùng với luộc cùng với rau muống hay là kho cùng với cá, kho với thịt đều rất là ngon. Thế còn sử dụng để làm dược liệu như em đã chia sẻ lúc đầu đấy, là cô bác có thể sử dụng 6 đến 10 gram sắc uống khi mà muốn cho giải khát cho cơ thể hoặc là để chữa sốt. Đây là những cái công dụng rất là đặc hiệu, rất là tốt, bởi vì là một cái quả tai chua này không chỉ sử dụng để làm gia vị mà để ở trong nhà còn sẵn khi mà chúng ta cần để sử dụng làm thuốc, và có những lợi ích rất là tốt đối với sức khỏe như là cân bằng đường máu, cân bằng mỡ máu, rồi thì những cái lợi ích khác mà em đã chia sẻ ngay từ đầu video đến bây giờ. Đây là một cái quả tai chua chín vàng đặc trưng nhất. Chính là cái thời kỳ mà chúng ta thu hoạch, chúng ta thái và phơi khô và để sử dụng làm dược liệu. Cảm ơn cô bác đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.